Ngày 15 tháng 4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh tạm giữ đối với tài xế xe khách trong vụ tai nạn trên quốc lộ 24 chiều ngày 13 tháng 4 để điều tra. Theo đó, người bị tạm giữ là Nguyễn Tấn Khoa, 26 tuổi, tài xế này là người cầm lái xe khách chở đoàn cán bộ nhân viên Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh đi du lịch Măng Đen ngày 13 tháng 4. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 4, đoàn khách này bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Pleiku. Sau đó, đoàn thuê xe khách di chuyển đến thị trấn Măng Đen, huyện Con Plong, tỉnh Con Tum với mục đích đi du lịch. Trên xe khách lúc này có 23 người, bao gồm cả lái xe. Tuy nhiên đến 16 giờ 45 phút khi xe di chuyển tới km 157 quốc lộ 24, đoạn qua thôn Đắc Pui, xã Đắc Tơ Rê, huyện Con Rẫy thì va chạm với xe tải chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm một người chết tại chỗ, ba người bị thương nặng. Những người còn lại bị xây sát nhiều nơi, sau tai nạn cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường thu thập dữ liệu camera hành trình phát hiện tài xế khoa đi không đúng làng đường thiếu chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn khi vượt phương tiện tham gia giao thông cùng chiều dẫn đến tai nạn giao thông